Rồi xin chào các anh em đã quay lại kênh của Danh Vlog. Thì bên em ngày hôm nay mình sẽ đánh giá cho ưu điểm và khuyết điểm của chiếc SH này cho các bạn tham khảo sau 10.000 km sử dụng nha các bạn. Thì em gài chạy chưa tới 10.000 nên Danh không có đánh giá, nên bữa nay chạy được 10.000 cây thì đúng 10.000 cây thì Danh sẽ đánh giá cho anh em tham khảo luôn. Đây là chiếc SH 125 phanh CBS nha các bạn. Rồi anh em xem tổng thể một vòng chiếc xe ha. Thật sự là chiếc xe là rất là đẹp nha các bạn, được rất là nhiều anh chị em mình lựa chọn. Anh em để ý không, từ lúc mà thắt từ năm 2020 mà ra mắt tới bây giờ chiếc thắt này thì Honda không có thay đổi mẫu, chỉ thay đổi tem và màu sơn với cái thay đổi cái dàn chân thôi. Lúc thì dàn chân màu bạc, lúc thì dàn chân màu đen, đúng không anh em? Rồi đầu tiên thì Danh sẽ báo giá để anh em nắm luôn nha. Giá hiện tại thì nếu mà một thắt 125 mà phiên bản thắng thượng thì lăn bánh luôn là trên dưới khoảng 76 triệu nha các bạn, dành cho những anh em có hộ khẩu tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố lộ 2 nha các bạn. Danh cũng thấy ở trên mạng những anh em cũng báo giá, thì ở nơi khác thì anh em báo giá là 76 triệu nhưng mà chưa có lăn bánh, chỉ có thế 10% VAT. Còn riêng ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì 76 triệu là lăn bánh luôn nha các bạn. Ở Kiên Giang thì rẻ hơn nha. Anh em có thể tham khảo. Video này hơi dài nên Danh xin phép là cắt ra làm hai nha các bạn. Phần 1 và phần 2 Danh sẽ đăng liên tục lên, phần 1 và phần 2 liên tục luôn. Anh em nào xem phần 1 thì anh em có thể nhắn vô phần 2 xem, còn anh em nào xem phần 2 thì anh em có thể tìm lại cái phần 1 anh em xem nha, anh em thông cảm nha. Do cái video nó hơi dài á, Danh sẽ đánh giá rất là kỹ cái video này để cho anh em tham khảo. Những anh em nào đang muốn mua thì có thể tham khảo cái video của Danh. Bắt đầu Danh đánh giá nha các bạn. Video này chắc dài khoảng 10 phút đó, Danh cắt làm hai. Mỗi một cái video là 1 phút. Ủa 5 phút chứ. Rồi thôi để Danh để mở được mặt đồng hồ cho anh em xem trước đi. Bữa nay thời tiết khá là đẹp nha các bạn. Anh gài lâu lắm rồi mới có thời tiết đẹp gì để quay. Cái chỗ này Danh hay chạy xuống quay đó mà 3 tháng nay rồi chưa có quay được. Rồi để mở mặt đồng hồ cho anh em xem luôn. Nó 10.000 cây mà nó hơi lố nha các bạn, 10.007 cây nha các bạn. 10.007 cây nha. Lúc này Danh quay là lúc 4:30. Rồi. Danh cắt video này hai phần nha các bạn, chứ bạn đừng có buồn nha. Rồi đầu tiên thì Danh sẽ đánh giá tổng thể dàn lông trước. Dàn lông của chiếc SH này thì phải nói là cực kỳ cứng cáp nha các bạn. Cực kỳ cứng cáp, rất là đẹp. Không các chi tiết trên xe anh em quan sát nè, không có một cái chi tiết nào nó thừa thải mà nó gây cho cái chiếc xe nó ọp ẹp hết trơn nha các bạn. Màu sơn nó rất là bóng nha. Màu sơn rất là bóng. Đầu tiên Danh đánh giá màu sơn, trước màu sơn này là chưa có hiện tượng xuống màu nha các bạn, sau 2 năm sử dụng rồi chưa có hiện tượng xuống màu nha. Tổng thể dàn lông rất là cứng nha các bạn. Dàn lông thì Danh nhận xét là chưa có xuống màu nha. Rồi. Rồi đầu tiên đánh giá về cái đầu đèn này trước kìa, thì phần này là cái phần màu nước sơn màu đen bóng nha các bạn. Phần này nó rất là dễ bám bẩn nha, nó bám bụi chút xíu là anh em thấy liền, nên cái thằng này là nó không có im. Nó rất là dễ bám bẩn nha các bạn, nó dơ dữ lắm. Nhưng mà cái đầu đèn nó rất là cứng nha các bạn. Nó có một dãy đèn led bên đây rất đẹp. Ban đêm anh em chạy xe nhìn cái xe nó rất là đẹp, cái dãy đèn led này. Rồi tiếp xuống là cái phần cái nhựa màu đen này các bạn. Cái nhựa màu đen này thì nó rất là đẹp, nó chưa có hiện tượng xuống màu hết trơn nha các bạn, nhưng mà nó dễ bám bẩn nha, nó dễ bám bẩn. Rồi hai cái dãy đèn led bên đây là cái hệ thống bóng đèn của nó là đèn xi nhan là full led nha các bạn, full led hết nha. Bóng đèn xi nhan là full led nha các bạn. Cái giá đèn của nó sau 10.000 km sử dụng thì nó rất là trong nha, nó chưa có hiện tượng xuống cấp nha các bạn. Rồi cái dàn tem này nè, thì dàn tem này nó là Danh dán gời ghi nha, chứ nó không phải là tem ghi của nó các bạn. Cái dàn tem màu xanh này nè. Rồi Danh sẽ đánh giá, cố gắng đánh giá thật chính xác nhất và cụ thể nhất cho anh em tham khảo luôn rồi. Cái phần mạ cờ gom này nè các bạn, màu trắng này nè, nó vẫn còn rất đẹp nha các bạn, nhưng mà nó hay bám bẩn lắm nha các bạn. Cái phần mạ cờ gom này nó đẹp nhưng mà nó dễ bám bẩn lắm. Rồi tiếp tục là cái phần đèn chiếu sáng này nè. Chiếu sáng này thì anh em nó là sử dụng bóng đèn led nha các bạn. Ánh sáng của nó thì hiện tại bây giờ sau 10.000 km sử dụng thì nó đã tối hơn cái lúc mới mua nha các bạn, nhưng mà nó nằm ở mức độ khá chỉ đáp ứng cho anh em chạy khoảng 40-50 km/h thôi nha các bạn. Chạy nhanh quá thì nó không có đáp ứng nha. Cái phần đèn chiếu sáng này nè, nó đã tối hơn cái lúc mà mới mua nha các bạn, cái này là xác nhận nha. Rồi cái video này chắc nó hơi dài đó các bạn. Rồi tiếp tục là đánh giá về cái
cái phột trước của nó thì cái hệ thống lò xo nhúng của nó rất là im nha các bạn, nó không có cái hiện tượng kêu cục cục gì cho nha, chạy qua ổ gà nhỏ nhỏ rồi nó cũng không có hiện tượng kêu đâu nha các bạn. Nhưng mà cái ống phột này nè, cái nước sơn của nó là danh nhận xét là cái khuyết điểm đó là nó dở nha các bạn ha, nó bị nổ sơn nha các bạn nè, anh em thấy nè. Rồi ở đây là 10.000 km nó cũng đã bị nổ, nó bị nổ từ rất lâu đó các bạn, nhưng mà chiếc xe này chạy thời gian nữa nó sẽ bị nổ bung hết trơn nè, anh em thấy rõ không, nó nổ trên nước sơn nha các bạn, cái này dở nha, nước sơn của nó dở nha các bạn. Rồi cái thắng đĩa của nó thì thắng đĩa trước rất là im nha các bạn, nó không, mặc dù nó không có thắng ABS nhưng mà nó thắng đảm bảo cho anh em nha. Rồi cái này thì nó cũng đã bị gỉ sét thời gian nha các bạn, 10.000 km thì cái đĩa nó đã bắt đầu có hiện tượng gỉ sét rồi nè. Rồi nhưng mà cái mâm của nó thì nước sơn còn rất là đẹp nha các bạn, nước sơn còn đẹp, nước sơn chưa có bị bong chóc. Cái phuộc nước sơn, cái phuộc này thì nó bong chóc, nhưng mà cái nước sơn chỗ cái dành này nè, nó chưa có hiện tượng bong chóc nha các bạn. Nước sơn chỗ cái dành này nó tốt hơn là nước sơn chỗ cái phuộc này nha. Mức tiêu hao nhiên liệu thì chạy một lít xăng là trên dưới 50 cây số nha các bạn, tùy theo cái điều kiện đường lộ mình chạy, rồi tùy theo cái kỹ năng của anh em chạy nữa nha. Rồi tiếp theo là tới cái phần nước sơn hai bên cánh hiếm các bạn. Cái phần nước sơn này nó vẫn còn rất đẹp, nó còn rất là bóng và rất là đẹp nha các bạn, chưa có hiện tượng xuống màu gì trơn nha. Hai cái bửng hai bên này nè, rất là cứng cáp và rất là đẹp nha các bạn. Rồi cái phần một trên video này Danh cắt tại đây nha các bạn, nó 6 phút mấy, nó hơi dài nên Danh cắt nha. Rồi Danh sẽ quay cái phần 2 tiếp theo và Danh up lên luôn một lượt hai phần cho anh em tham khảo nha. Phần 1 Danh kết thúc tại đây nha các bạn.